cái đường đi nào con, cái đường đi nào con muốn ra này. Hey, 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 hey
vì những câu hỏi là chúng ta đã học được bài xinh xinh mà đúng không? Ngày hôm nay các bạn có ngoan không? Rồi, vậy thì bây giờ nha, trước khi đến với giải thưởng lời trai và phần quà này và cùng xe múa lân này thì chúng ta sẽ cho cả tiết mục văn nghệ trung phương xuống phố nha. Bây giờ các con có thích đâu nào? Rồi, nếu bạn thích thì tay đó. Được phá cổ cùng với nhau, được xem lâu này với chương trình đêm hội trăng rằm.